Chào các bạn, hôm nay các bạn tập cùng mình điệu Vals qua bài hát Nhật ký của mẹ. Bài này khá là đơn giản, gồm 8 bước Vals đi hai hướng. Trong đó có 3 lần tap và 2 lần restart. Bây giờ các bạn tập cùng mình nhé. Bắt đầu bằng chân phải. 1 2 3, 2 2 3, 3 2 3, 4 2 3, 5 2 3, 6 2 3, xoay này, 7 2 3, lùi, 8 2 3, làm một lượt. Lượt 2. 1 2 3, 2 2 3, 3 2 3, 4 2 3, 5 2 3, 6 2 3, 7 2 3, 8 2 3. Đi hết lượt 2 là có một phần thác 3 nhịp như sau. Chân trái bước sang bên phải. 1, 2, 3. Sau đó đi từ đầu. 1, 2, 3. 2, 2, 3. 3, 2, 3. 4, 2, 3. 5, 2, 3. 6, 2, 3. 7, 2, 3. 8, 2, 3. Lượt 4. 1, 2, 3. 2 2 3, 3 2 3, 4 2 3, 5 2 3, 6 2 3, 7 2 3, 8 2 3. Đi hết 4 lượt thì sẽ có phần restart. Các bạn đi 4 bước. 1 2 3, 2 2 3, 3 2 3, 4 2 3. Sau đó bắt đầu restart lại từ đầu. Bài này cứ đi như vậy cho đến hết bài. Cứ 2 lượt đầu là một phần thác, 2 lượt tiếp theo là một phần restart, rồi lại từ đầu 2 lượt tiếp theo phần thác, 2 lượt thứ hai là phần restart. Tổng cộng ở bài này có 3 lượt là đi phần thác và 2 lượt là restart, là hết bài. Chúc các bạn thành công.